Các bạn em nhé, hôm nay thì lần đầu tiên mình test một cái tựa game cực nặng trên chiếc HP Omen. Đây là một phiên bản máy tính chơi game của thương hiệu HP và nó sẽ đánh ở phân khúc tầm trung, cạnh tranh với các dòng Imperium giá rẻ của Dell. Chiếc máy này đang được trang bị một vi xử lý Core i7-7700 và đặc biệt cả màn hình GTX 1070 với dung lượng 8GB cho chiếc máy này. Và máy có thể nhận RAM tối đa 32GB và bên trong máy thì đã option sẵn ổ cứng SSD và lẫn ổ cứng cơ. Với cam màn hình 1070 thì chúng ta đều biết đây là một dạng cam màn hình cực mạnh, nó sẽ hỗ trợ chúng ta chơi game cũng như làm đồ họa. Và hôm nay thì em Long có trải nghiệm trên tựa game. Và bây giờ anh khán giả muốn biết là em đang trải nghiệm trên tựa game gì nhỉ? Em thì đang thử nghiệm tựa game là Rise of the Tomb Raider. Game này thì nó đòi hỏi cấu hình có cao không em? Cũng khá là cao anh. Nếu mà muốn chơi mượt nhất thì nên có cái GTX 1060 đổ lên, còn nếu mà dưới thì mình sẽ chơi được mức trung bình hoặc là cao thôi, chứ không phải được cao nhất. Cái game này nó là game kiểu nhập vai hay là game này là kiểu phiêu lưu bắn súng. Phiêu lưu bắn súng, nó thuộc game của hãng nào? Của Square Enix. Đây là game offline hay là online? Offline. Thưa các bạn, đây là game offline nhá. Dạo này thì mình đang có dự án mà test những cái máy game để cho mọi người. Thứ nhất là chúng ta sẽ lựa chọn những chiếc laptop làm sao ở cấu hình phù hợp với tầm tiền chúng ta bỏ ra. Còn chiếc máy này đang có giá bán tại thị trường Việt Nam nó khoảng hơn 30 triệu đồng cho cả màn hình 1070 và cấu hình vừa rồi là mình đọc. Và bây giờ anh em mình sẽ thử test trên tựa game này nó như nào thì kết quả ra sao, chúng ta sẽ qua cái video này mời các bạn theo dõi. Đây thì mình đang để cấu hình là cao nhất thì nó FPS thì được tầm dao động 98 đến đúng không, 98-100. Các bạn có thể thấy là chiếc màn hình của nó chơi tựa game này thì hình ảnh của nó 3D nhìn nó như thật. Đòi hỏi những chiếc máy chúng ta phải có hiệu năng cao xử lý với cả màn hình lẫn CPU. Cái tựa game như này nó sẽ yêu cầu cả bộ nhớ RAM cũng như tốc độ ổ cứng nó phải tốt thì nó loát những cái ứng dụng đồ họa nó cũng sẽ nhanh hơn kể những ứng dụng game. Mình sẽ thử thiết lập ở chế độ thấp hơn xem FPS của nó cao không. Còn chế độ vừa rồi là cao nhất rồi. Bây giờ mình đang định 2 các bạn, nhưng vừa nãy là very high. Các bạn thấy là FPS đã tăng lên trên mức 100 kìa. Thói quen của những người chơi game thì chiếc máy càng mạnh thì chúng ta sẽ để chế độ setting nó cao nhất thì những cái hiển thị hình ảnh nó cũng rất là đẹp. Với màn hình 17 inch thì chúng ta sẽ nhìn thấy mọi thứ trên màn hình rất là sắc nét đúng không ạ? Cũng phải lâu lắm rồi thì mình mới có thời gian để trải nghiệm những cái tựa game như này. Nhưng quả thực bây giờ game nó làm như thật luôn. Mình cứ ngỡ là đang xem một đoạn video có sẵn rồi. Ai ngờ đây là một tựa game nó làm đẹp như này. Chốt lại thì những tựa game trên thị trường hiện nay nó rất nhiều loại và chúng ta có thể lựa chọn các game offline hay online. Offline thì nó yêu cầu hầu hết là những chiếc máy đều phải có một cái cấu hình máy cao và cái dung lượng bộ nhớ là cài đặt của game này thì nó bao ghi em nhỉ? 45GB. Các bạn chú ý là 45GB khi chúng ta cài bung ra đấy các bạn nhé. Còn nếu như một cái cạc màn hình 1070 hiện nay thì nát tớ sẽ test thêm tựa game đó là PUBG trên chiếc máy này thì để xem cái hiệu năng FPS. Khi em chơi thì em thấy FPS của chiếc máy này nó đang khoảng bao nhiêu? Nó khoảng dao động nếu mà để cao nhất thì được 80, nếu mà để tiểu dầm cao hoặc là trung bình thì được tận 100 bao nhiêu cao lắm. Có nghĩa là chúng ta sẽ tùy chỉnh giống như game PUBG, đó là ở hiệu năng cao hay là trung bình hay là thấp gì đó thì chúng ta sẽ chỉnh. Còn với cả màn hình 1070 thì hầu hết những cái phần mềm đồ họa cũng như những ứng dụng game thì nói thẳng ra thì chiếc máy nó hoàn toàn có thể kéo. Và khi em trải nghiệm với chiếc máy này thì em thấy nó như nào? Em thấy nó khá là mượt, cực kỳ mượt. Nhưng mà anh thấy quả hình như nó rú hơi tỏi vậy. Thưa các bạn, này hiện nay thì mình nói thẳng ra nhược điểm của một số dòng Omen đó là trang bị cấu hình phần cứng rất mạnh nhưng mà hệ thống tản nhiệt của nó thì làm có vẻ chưa được tốt. Mặc dù là máy chúng ta chơi nó không bị hề bị giật hay bị lag ở trên máy nhưng mà khi chúng ta chạy cao nó giống như MSI. Đó là nó khá là ồn bởi vì chiếc máy nó hoạt động hết hiệu năng mà các bạn thì nó sẽ làm mát máy được tốt hơn nhưng mà tiếng ồn của máy thì khá là to. Còn với mức khoảng 34 triệu để sở hữu một cả màn hình 1070 và để chơi game PUBG hoặc những cái tựa game mà đang hot trên thị trường. Bây giờ là mình sẽ chỉnh setting lên max nhá, bởi vì máy này hoàn toàn để được. Bạn thấy chưa? Tất cả đều là ở siêu hay là tiếng Anh là ultra. Đó. Anh em mình đang để ở chế độ setting cao nhất để chơi PUBG trên chiếc máy mà cầm màn hình 1070. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu chơi. Các bạn có thể thấy đây là giao diện bên trong của game PUBG. Nói thực ra thì anh em mình cũng đang tập chơi thôi chứ chưa phải là chơi giỏi.
và đang để ở chế độ setting cao nhất thì với cả màn hình 1070 nó sẽ ở ngưỡng khoảng 100 fps, các bạn có thấy ở góc phải màn hình rồi, ở góc trái màn hình. Game PUBG thì nó yêu cầu cấu hình khá mạnh và cấu hình cũng phải tương đối cao, chúng ta mới chơi nó bị mượt và nó sẽ không bị giật. FPS 70. Và khi mình chơi chiếc máy này thì hai quạt tản nhiệt hoạt động khá to. Nhiệt độ vừa nãy mình test trên cái game vừa rồi là cái game gì nhỉ Long nhỉ? Rise of the Tomb Raider. Đó, cái game vừa nãy cũng nhiệt độ như thế nhưng nó cũng sẽ ở mức khoảng 70 và PUBG thì đang ở mức khoảng 75 độ. Em tạm chỉnh ở mức setting thấp hơn thế nào? Chúng ta sẽ thử ở mức setting thấp hơn. Chỉnh ở mức dưới một phát, đó là không phải đi ultra mà đi high. Đấy, cao thôi. Tóm lại với cả màn hình 1070 thì nói thẳng với ra, chúng ta có thể chơi được mọi thứ. Đó, các bạn thấy là FPS đã nhảy lên. Nếu như máy các bạn cấu hình cao thì chúng ta cứ để mức setting cao nhất chơi cho nó sướng, nhìn cho nó đã màn hình. Và hình ảnh nó chuyển động mượt như này thì chắc có lẽ là anh em ta sẽ không chê được vào đâu. Tận mưa. Khi mình test qua phần mềm Full Max thì quạt nó hoạt động khá là ổn và nhiệt độ của nó thường nóng sẽ ở mức trên 70 độ C. Thứ ba là một chiếc laptop thì để mà cái hiệu năng mà cái nhiệt độ ổn định nhất thì nó sẽ ở mức dưới 80 độ. Nếu như chiếc máy mà nó vượt qua ngưỡng 80 độ, khoảng 85 độ thì có thể là máy nó sẽ có hiện tượng giật lag, bởi vì nó quá nóng thì hiệu năng của CPU lẫn GPU nó sẽ không đầy đủ. Tóm lại là chiếc máy này với tầm khoảng 30 triệu thì chúng ta sẽ mua được rất nhiều dòng máy trên thị trường. Nhưng với cả màn hình 1070 thì thường có giá bán rất mới, nếu mà chưa kiểu dạng không phải hàng sách tay mới đập hộp ý, thì chúng ta phải bỏ ra ít nhất khoảng tầm 40 đến khoảng 45 triệu để mua cái dòng máy thông thường. Còn nếu mà mua Dell Alienware thì chúng ta phải bỏ ra trên 50 triệu đồng mới có thể mua được phiên bản này. Giờ chương trình test về em HP Omen phiên bản 2017 của mình chạy cả màn hình 1070 xin đây là khép lại. Còn nếu như anh em có nhu cầu mua chiếc máy này thì đang có giá bán trên thị trường khoảng hơn 30 triệu để cho anh em tham khảo. Và giờ anh em mình xin chào tạm biệt.